Kính thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mà văn hóa là một trong các yếu tố cốt lõi nhằm đưa đời sống của người dân ngày càng nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần, nhất là người cao tuổi. Trong thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện các mô hình hoạt động câu lạc bộ văn thể mỹ tạo nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng rất đáng biểu dương. Câu chuyện truyền thanh nét đẹp tuổi cao niên của tác giả Lê Ngọc Diễm phản ánh về những hoạt động ý nghĩa này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Phạm Phong vai ông Tư, Kim Liên vai bà Tư, Duy Hằng vai Bích, con dâu ông bà Tư, Tường Duy vai bé Hải, con trai của Bích, Hồ Trải đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình, Quỳnh Thanh Tuấn. Buổi chiều tại nhà ông Tư Hòa, cơm nước xong, ông chuẩn bị những thứ cần thiết để tới câu lạc bộ dưỡng sinh, thì bà Tư gặn hỏi. Ông tính đi đâu nữa vậy? Hay là tới chỗ mấy cái bà mà múa kiếm múa gậy, giống như gánh hát vậy đó? Tôi đã nói không có thích ông tới chỗ đó nữa mà. Gánh hát hò não đâu? Đó là câu lạc bộ dưỡng sinh của người cao tuổi xã mình. Còn múa kiếm múa gậy là dụng cụ người ta tập thể dục bà ơi. Lý do gì mà bà không thích? Bà nói tôi nghe thử coi. Phải chi ông còn trẻ thì tham gia văn nghệ văn gần. Tôi không có nói. Đằng này bảy chục tuổi rồi mà còn cặp kè cả nam lẫn nữ, coi không có được chút nào. Trời đất, đó là các động tác thể dục, làm giảm đau cơ, đau xương khớp, tăng cường sức khỏe, giảm các bệnh mãn tính tuổi già. Quân luyện viên người ta sắp xếp theo đội hình, bà hiểu chưa? Uh, già mà ai không bệnh. Tại mấy ông mấy bà ham vui, rồi bày đặt làm trò này trò nọ, để tụm năm tụm ba với nhau, Chứ ông bà mình hồi xưa á, có dưỡng sinh dưỡng siết gì đâu Mà cũng sống thọ như thường Hồi xưa làm ta điền Cơm còn không đủ no Cuộc sống kham khổ thì nói chi đến uh, sinh hoạt văn hóa mà bà 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 so sánh hả Tôi thấy già rồi Mà múa hát cặp kè với nhau á Giống như trong tuồng vậy. Khó coi quá à, Nên tôi phải lên tiếng Ông ráng mà giữ mình đó nghe Trời ơi Tưởng chuyện gì Cốp thùng thiết rồi bà ơi Ủa Mà bà nói vậy Ông lẽ tôi còn hấp dẫn lắm sao ta? Ừ, mà bà có tới đó đâu mà thấy người ta cặp kè chứ. Bữa thằng Hải nó theo ông tới đó chơi. Nó quay hình vô điện thoại. Về nhà nó khoe với tôi nè. Trời ơi, già rồi. Mà dung văn dung vẻ. <laughs> <laughs> Mai mốt tôi dẫn bà tới đó nghe. Không chừng bà còn thích hơn tôi nữa. Tôi đâu có rảnh như mấy người đó mà tung tăng. Nhà còn biết bao nhiêu việc phải làm. Còn phải làm phụ với con. Ở đó mà múa hát. Bà đi sinh hoạt cho có sức khỏe. Khi bà về nhà bà sẽ thấy vui vẻ, khỏe khoắn rồi tha hồ phụ với con cháu. Chứ ngày nào cũng than tê tay, tê chân, nhức đầu chóng mặt, ôi đủ thứ. Thì phụ được bao nhiêu chứ? Thôi 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 thôi. Hãy nói ra là ông đủ lý lẽ để ông cãi hết trơn à. Ý ông muốn quá thì làm sao à, tôi cản được. Nhớ nghe, đi tập như vậy. Từ đây trở đi ông không được bệnh gì hết đó nghe. <laughs> tôi cũng mong vậy con cần ngăn gì nữa không tôi đi à Hừ, nói cỡ nào thì ông cũng đi hả? nãy giờ bích con dâu đã nghe hết câu chuyện của hai ông bà đợi lúc ông hòa đi xong bích tìm cách động viên mẹ chồng cùng đi tập dưỡng sinh bởi cô đã nhìn thấy hiệu quả của việc này từ ba mẹ mình má ơi ngày mai bên chị hai có tổ chức tiệc mừng thằng quý thi đậu vậy để con đưa má đi nghen tụi nó có nhắc má rồi nhưng mấy ngày nay má không có khỏe trong người Ăn cũng không có tiêu Nên cái bụng cứ lình xình Chắc má không có đi đâu Nhà còn thuốc Má uống cho khỏe Rồi qua chị hai một chút để chị buồn đó má Má có nói với vợ chồng nó rồi Chừng nào má khỏe má qua sao Con thấy bà ngoại bé Hải trước đây cũng rề rề hoài à. Nhưng từ khi đi tập dưỡng sinh với ba con á Bây giờ khỏe lắm Hay là má tới đó tập thử coi sao má mới nhận ba bay thức thì đó. Chẳng qua mấy ông mấy bà ham vui nên nói vậy thôi. Chứ đau bệnh thì phải uống thuốc. Họ tới đó quơ tay quơ chân, uống éo như vậy. Làm sao hết bệnh được chứ? Má ơi, người ta có nghiên cứu mới đưa ra những cái bài tập để trị bệnh, nên mới gọi là thể dục dưỡng sinh đó má. Má thấy hình thằng Hải nó quay vô điện thoại mà má phát ghét luôn á. Thôi, má không có làm như họ được đâu. Thưa nội, thưa mẹ, con mới đi đá banh về. Lúc bước vô á, con nghe nội nhắc tên con. Có chuyện gì vậy nội? Nội nói cho mẹ con nghe là nội không có thích cái chỗ ông nội con tập dưỡng sinh gì đó. Con cho nội coi hình bữa hởm á. Già rồi mà nắm tay từng đôi từng đôi, kỳ muốn chết. Ủa, con thấy bình thường mà nội. Các cụ tập nhịp nhàng lắm nội. Có nhiều người hát hay quá trời luôn. Má con lúc đầu cũng ngại. Nhưng ba con động viên riết rồi nên má con tham gia. Má con hả là dân dân công ngày xưa á nên cũng chia sẻ với câu lạc bộ nhiều điệu múa dễ thương lắm á. Ủa, bộ con cũng tới đó rồi hả? Dạ, hôm chuẩn bị cho lễ 30 tháng 4, câu lạc bộ dưỡng sinh có tham gia mấy tiết mục văn nghệ chào mừng. Con có đi coi lúc tập, đẹp lắm á. Ô, tóc bạc mắt mờ da nhăn, mà lên sân khấu thì đẹp cái nỗi gì chứ. Tại má chưa coi á, chứ khi các cụ quá trang cũng xinh lắm đó. Con khen nhất là các điệu múa, rất là uyển chuyển nhịp nhàng. Con có hỏi má con sao các cụ múa dẻo như vậy được. Má con nói nhờ luyện tập hàng ngày nên các cụ linh hoạt, nhanh nhạy hơn. Trời đất ơi, má mà lên đó quay một vòng á chắc người ta khiêng má vô luôn quá. Nội, nội thử đi. Con thấy nhiều cụ bà còn già hơn đội nữa, nhưng múa kiếm đi quyền lá lướt luôn nội. Rồi mấy đoạn đó, con có quay vô điện thoại không Hải? Có luôn mẹ. Còn một đoạn á ông nội khiêu vũ với bà cụ, trẻ hơn bà nội một chút. <laughs> Nhìn như vũ công chuyên nghiệp luôn đó mẹ. Con phải nói là khiêu vũ dưỡng sinh mới đúng. Rồi có cho bà nội coi chưa? Chưa, bà nội mới coi đoạn múa đôi thôi. Vậy là ông nội con cũng quậy dữ ha. Hèn chi, ngày nào cũng đi. Vui quá mà. Nội, nội, nội đi đâu vậy? Nghe con nói nữa nè. Con đó nghe, chọc bà nội giận rồi kìa. Thôi, vô tắm rửa rồi ăn cơm để tối à. Dạ. tuần sau do ấm ức trong lòng nên bà tư quyết định tới câu lạc bộ dưỡng sinh theo dõi từ đầu đến cuối trở về nhà trong bữa cơm thấy có đầy đủ thành viên nên ông hòa gợi ý bữa nay bà tận mắt chứng kiến sinh hoạt của câu lạc bộ rồi ha bà còn nghi ngờ hay bài xích gì nữa không thì coi cũng được lâu nay á tôi tưởng ai thích gì hát nấy thích ai thì múa với người đó giờ mới biết có chương trình có người hướng dẫn bài bản như vậy má con kể là có tới mấy huấn luyện viên luôn á thí dụ uh, múa quyền kịch ngắn nè uh, ca tài tử nhất là môn khiêu vũ dưỡng sinh họ dạy kỹ lắm má ơi con biết làm sao không những bộ môn đó có những động tác nhanh khó mà người già đâu thể bê nguyên si bài của tuổi trẻ cho nên người ta biên đạo lại cho nhẹ nhàng phù hợp với tuổi cao niên đó con mỗi buổi sáng con đi thể dục thấy câu lạc bộ dưỡng sinh mặc đồng phục diễn tập ngoài sân vận động đẹp quá ông nội nãy giờ nghe cả nhà kể chuyện tôi thấy không có môn nào tôi tham gia được hết trơn á ông rủ tôi vô câu lạc bộ chả lẽ tôi đi chăm trà cho mọi người ha thì từ từ người ta hướng dẫn bà ló gì à, à tôi nhớ rồi bà có cái giọng hát ru ngọt lịm hay là bà làm uh, tiết mục đói ông dẫn chơi hả tôi hát để dỗ giấc cho con cháu giờ lên sân khấu mà hát ru trời ơi người ta ngủ hết hát ru cũng là một bộ môn nghệ thuật có nhạc phụ quả thậm chí có hoạt cảnh nữa chứ đâu phải bài hát với cái giọng thôi 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 làm không giống ai á người ta cười chết má hát ru bây giờ á đã mai một dần má tham gia với câu lạc bộ chắc chắn sẽ được hoan nghênh lắm đó má mỗi câu hát ru là một bài học về nhân nghĩa về đạo lý ở đời đáng giá lắm đó má ông bà mình đúc kết sự đời á thành những câu ca dao rồi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng cách hát ru con. Không biết chữ mà vẫn thuộc lòng á. Trong giờ dạy văn, cô giáo con có nhắc đến thể loại hát ru. Mỗi dùng miền đều có điệu ru con khác nhau, nhưng ý nghĩa giáo dục thì thâm thúy như nhau đó mẹ. Hồi con còn nhỏ, bà nội hát ru con dài câu là con ngủ khò rồi. Trong khi ba hay mẹ hát cả chục bài nhạc mà con cứ thao láo con mắt à. Hát ru êm dịu dỗ về cho giấc ngủ rất hiệu quả. Hình như cả nhà đều thống nhất đưa hát ru vô câu lạc bộ. Chỉ cần bà gật đầu là lần biểu diễn tới, cả nhà mình đi thưởng thức nghe mấy đứa. Để tôi tập một thời gian đi ông ơi. Thằng Hải 15 tuổi rồi, từ đó tới giờ tôi có hát ru đứa nào nữa đâu chứ. Vậy là má đồng ý rồi đó ba. Bà. bà nội ơi, con đang thèm nghe bà nội ru con ngủ nè. Quỷ con nè. Bà Tư đến câu lạc bộ với tiết mục hát ru được các thành viên đón nhận rất nhiệt tình, nhất là chủ nhiệm câu lạc bộ đánh giá cao sự đóng góp cho việc phục hồi gia điệu đã hình thành nên nhân cách con người từ thở nằm nôi. Ông Tư Hòa phấn khởi. Bây giờ bà còn ái ngại hay kỳ thị giới sinh hoạt của người cao tuổi nữa không? Cái tôi ghi nhận và biết ơn tất cả anh chị em, đó là sức khỏe của tôi nhờ mấy bà dưỡng sinh mà tôi bớt tê tay mỏi gối trong mặt kinh niên rồi. Thật ra câu lạc bộ dưỡng sinh chủ yếu là phục hồi năng lực, sức khỏe cho người già để cùng sống vui khỏe, đỡ gánh nặng cho con cái. Còn chuyện hát hò chỉ là tạo không khí vui tươi thôi. Bà cứ chăm bẩm vô đó nên mới không thiện cảm với câu lạc bộ. Con còn thấy thêm một lợi ích nữa, đó là ngoài sức khỏe thể chất, còn có sức khỏe tinh thần qua ý nghĩa của những tiết mục văn nghệ đó ba. Từ ngày có câu lạc bộ dưỡng sinh, số mình đã dẹp hết mấy cái sòng tứ sắt với cờ tướng rồi, đó cũng là giải trí nhưng rất thụ động, vì thời gian ngồi một chỗ quá lâu không tốt cho người cao tuổi. bởi vậy câu lạc bộ dưỡng sinh bây giờ hình thành khắp nơi, tạo cho nông thôn mình thêm sinh khí vui tươi đó bà. giờ thì vật chất đầy đủ rồi, cho nên cuộc sống tinh thần cũng không thể thiếu. tuổi già cũng có sân chơi cho mình, vừa bổ ích, vừa làm gương cho sắp nhỏ. bà thấy câu lạc bộ dưỡng sinh đã làm nên nét đẹp của tuổi cao niên rất cụ thể đó con. Dạ, đúng vậy đó bà. Ba má con giờ lạc quan phơi phới luôn á. Con rất là mừng. Má thấy từ khi tham gia câu lạc bộ, má cũng bỏ được cái tính cằn nhằn, dò xét người khác để phê bình họ. Giờ gặp nhau là nói những chuyện vui, động viên nhau gìn giữ sức khỏe. Đầu óc má giờ thanh thản lắm đó con. Vậy bữa nào bà nội với ông nội tập múa đôi đi, đặng cho con quay hình làm cái clip khoe với bạn bè trên Facebook nghe nổi. <laughs> Thằng cha mày, già nhăn răng rồi mà còn múa đâu. Không khéo người ta cười là cưa sừng làm nghe đó. Không có đâu má ơi, má con còn son lắm mà. Má không múa đôi với ba, ba múa với người khác thì sao hả má? <cười> <cười> việc đời muôn sự của chung con ơi. Ai thích ai thì cứ việc mua đôi với nhau. Cái gì mà của má rồi, má đâu có sợ mất quý vị và các bạn thân mến câu chuyện truyền thanh nét đẹp tuổi cao niên của tác giả lê ngọc diễm mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của đài báo thanh vĩnh long quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt